Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thị trường Nông sản. Thưa quý vị, theo như phản ánh của người chăn nuôi lợn, từ cuối tháng 3 năm 2024 cho đến nay, giá lợn hơi đã liên tục tăng. Hiện ngoài 12 tỉnh miền Trung thì có giá 59.000 đồng 1 kg, còn lại các tỉnh trên cả nước đều đã điều chỉnh giá bán lợn hơi lên mức là 60 đến 62.000 đồng 1 kg. Với các mức giá nêu trên thì người chăn nuôi có thể lãi từ 700.000 cho đến 800.000 đồng một con lợn bán ra. Tuy nhiên thì hiện người chăn nuôi không dám tăng đàn đón sóng giá lợn vì là e ngại dịch bệnh. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay thì dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát khá tốt. Tính đến hết tháng 3 thì cả nước có 35 ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, các ổ dịch rải rác tại 28 huyện của 19 tỉnh thành phố. Do đó mà việc lựa chọn con giống uy tín chất lượng để tái đàn sẽ giúp các nông hộ kiểm soát tốt được dịch bệnh trên đàn lợn. Đây cũng là nội dung của chương trình Thị trường Nông sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung này, xin mời quý vị cùng theo dõi một số các thông tin về thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực đẩy mạnh xúc tiến để xuất khẩu trái dừa tươi sang thị trường tỷ dân để tôn vinh và nâng cao giá trị cho trái dừa. Và tháng 8 tới đây thì tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức Festival 100 năm cây dừa giáp. Còn tại tỉnh Vĩnh Long thì nông dân cũng đang rất phấn khởi khi mà giá trái thanh trà ngọt cuối vụ cao chót vót ở mức là 160.000 đồng 1 kg. Cũng tại đồng bằng sông Cửu Long, trái ngược với những tín hiệu tích cực trên, thì trái sầu riêng lại đang có hiện tượng bị thương lái thu mua non, ảnh hưởng đến thị trường. Trong khuôn khổ Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh, ban tổ chức sẽ sân khấu hóa, tái hiện, tôn vinh vai trò hình ảnh người nông dân gắn với cây dừa sáp tại lễ khai mạc. Bên cạnh đó sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động như hội thảo với cây dừa sáp, trưng bày trái cây ngon, hội thi chế biến 100 món ăn từ dừa sáp, dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam, tọa đàm du lịch cầu kè, tiềm năng ven sông Hậu. Tại tỉnh Trà Vinh, cây dừa đã phát triển đáng kể với diện tích khoảng 26.000 ha. Đặc biệt trong số này, hơn 5.000 ha đã được thực hiện canh tác theo phương pháp trồng dừa hữu cơ. Cùng với việc tập trung phát triển sản xuất dừa chất lượng cao, Trà Vinh hiện xếp thứ hai về diện tích trồng dừa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau tỉnh Bến Tre. Hiện địa phương này đã chuẩn bị kỹ nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để xuất khẩu dừa tươi sang thị trường Trung Quốc. Tại tỉnh Vĩnh Long, hiện thương lái thu mua thanh trà ngọt tại vườn với giá từ 140 đến 160.000 đồng 1 kg, tăng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg so với đầu vụ. Nhiều hộ trồng thanh trà ở xã Đông Thành cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cây đậu hoa trễ, tỷ lệ đậu trái rất thấp, dẫn đến sản lượng giảm nhiều so với các năm trước đó. Hiện đang vào cuối vụ, nguồn cung thanh trà trên thị trường trở nên khan hiếm, nên các thương lái thu mua thanh trà ngọt tại vườn với giá cao. Giá bán của thanh trà chua cũng duy trì ở mức 35.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg. Cũng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thời gian gần đây do giá sầu riêng tăng cao nên đã xuất hiện tình trạng thương lái thu mua sầu riêng chưa đủ tuổi, sầu riêng non đem kích chín để bán. Theo đó, khi trái phát triển được 50 đến 60 ngày, đã có thương lái tìm đến chốt giá thu mua giá cao từ 185 đến 210.000 đồng 1 kg và đặt tiền cọc từ 30 đến 50 triệu đồng 1 hecta. Một số nông dân trên địa bàn vì thấy lợi nhuận cao đã đồng ý cuộc thương thảo này chỉ thông qua tờ giấy viết tay hoặc trao đổi miệng. Tuy nhiên đến thời điểm thu hoạch, thương lái bắt đầu hạ giá dần với nhiều lý do được đưa ra như sầu riêng còn non, giá cả sụt giảm. Nếu bà con nông dân không đồng ý, thương lái sẽ bỏ luôn tiền đặt cọc hoặc vẫn thu mua vài trăm kg theo số tiền đã đặt cọc, còn lại sẽ bỏ. Nhiều thương lái lại ép giá đến kỳ thu hoạch, khiến cho nhiều nhà vườn không bán được, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà vườn. Chương trình xin được tiếp tục với phần nội dung chính của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên 60.000 đồng 1 kg lợn hơi, đây là một mức giá có lãi cho người chăn nuôi lợn trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi cũng như các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao như hiện nay. Khoảng gần một tháng trở lại đây, giá lợn hơi trên cả nước đã ấm dần lên ở mức là trên 60.000 đồng 1 kg. Người chăn nuôi phấn khởi sau một thời gian dài chỉ ở mức thấp là từ 45 cho đến 50.000 đồng 1 kg. Theo người chăn nuôi thì giá lợn hơi có xu hướng ấm dần lên trong vài tuần trở lại đây là tất yếu trong chuỗi cung cầu của thị trường khi mà một lượng lớn thịt đã xuất chuồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán. Mặt khác là do dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn tồn tại rải rác tại một số các địa phương khiến cho người nuôi còn e dè tái đàn nên nguồn cung cũng hạn chế. Giá cám nó lên có nghĩa là lên 6 lần của năm 2022 rồi. Thế tổng cộng nó lên từ đầu đến giờ là coi như vậy là nó vào khoảng độ 16 lần. Cho nên là giá nó đẩy lên cũng là đúng thôi mà nó rẻ thời gian dài quá rồi.
thời gian nó dài, kéo dài gần một năm rồi, cho nên là người dân rất chán rồi. Bây giờ phải nói là cái giá lợn thì lên như thế này thì cái giữ như thế này thì cũng bây giờ muốn cái duy trì về cái thời gian này thì chắc chắn là họ cái giá lợn sẽ phải giữ giá độ tầm ít nhất là 5-6 tháng đến một năm. Giá này thì mới duy trì được những cái gỡ được những cái lỗ. Ông Hải, ông Khánh là chủ những trang trại chăn nuôi lợn lâu năm tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ năm ngoái đến hết tháng 2 năm nay, giá lợn hơi không vượt quá được 55.000 đồng một kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi và đặc biệt là chi phí phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi ở mức cao, khiến người chăn nuôi gần như không có lãi. Khoảng một tháng trở lại đây, giá lợn hơi trên cả nước bất ngờ bật tăng trên 60.000 đồng một kg, nên người chăn nuôi rất phấn khởi. Thì bọn tôi cứ dự tính là nó khoảng độ 5-8.000 là đủ nuôi. Thế nhưng xong vừa rồi nó lên tiếp, thì bây giờ thì thực ra mà nói cứ tính giá cân lợn hơi là phải 60.000 thì mới nuôi được đàn lợn đấy, mới nuôi được một tạ lợn hơi. Thế thì nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ anh nào còn vốn thì còn làm được, anh nào không còn vốn thì cũng không duy trì được. Mà ngay như huyện Đông Anh bây giờ cũng một số hộ là cũng đã không còn lợn nữa. Các trại, có những trại giờ bỏ rồi. Về nguyên nhân giá lợn bật tăng trở lại, theo người chăn nuôi, khi một phần lớn lượng lợn thịt đã xuất chuồng phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán trước đó, trong khi một lứa lợn muốn xuất chuồng phải nuôi từ 4 đến 5 tháng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn cũng tăng do giáp các kỳ nghỉ lễ dài ngày đã giúp giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng phục hồi. Khi người chăn nuôi là bỏ nhiều, bỏ hết, cung mà không đủ cầu thì thương lái thì bắt đầu họ tranh nhau. Đấy, họ cũng không ép được giá nữa mà họ phải thậm chí là mua cao hơn cả giá công ty vì công ty không có lợn. Thế đâm ra là trước đây thì công ty mà dồi dào lợn thì thường thường là người dân phải bán rẻ hơn, họ mới mua, không mua bán bằng thì họ vào công ty họ mua. Thì khi mà công ty không đủ gái thì chia nhau thì bắt đầu thì họ phải ra dân họ tranh nhau mua giá cao hơn. Lợn giống ông bà bố mẹ có rồi mà, cho nên là khả năng là phải tái lên đến phải đủ chuồng, có nghĩa là công suất được 80 lái là vào đầy hết mà. Chuẩn bị rồi, tinh thần có rồi, lợn giống có rồi. Giá lợn hơi phục hồi trên 60.000 đồng một kg là tín hiệu đáng mừng cho người chăn nuôi lợn hiện nay. Với mức giá này, người chăn nuôi đã có lãi từ 700.000 đến 1 triệu đồng một con. Kết hợp với việc chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch bệnh trên lợn, theo các chuyên gia, đây là thời điểm thích hợp để người chăn nuôi mạnh dạn tái đàn để nắm bắt xu hướng tăng giá của thị trường. Theo các chuyên gia, thì giá lợn hơi ở mức trên 60.000 đồng một kg như hiện nay là thời điểm tốt để người chăn nuôi tái đàn. Tuy nhiên thì phải trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh. Song tại Việt Nam thì hiện tại thực trạng sản xuất lợn giống còn chưa đáp ứng được nhu cầu chăn nuôi trong nước. Nước ta hiện nay có tổng đàn lợn thịt khoảng từ 28 đến 29 triệu con. Lợn nái bố mẹ khoảng từ 2,8 đến 2,9 triệu con. Lợn thuần chủng cấp ông bà là khoảng 280.000 đến 290.000 con và lợn cụ kỵ khoảng từ 28.000 đến 29.000 con. Nhu cầu thay thế đàn giống cụ kỵ ông bà hàng năm khoảng từ 50 đến 60% là từ 14.000 đến 15.000 con. Theo thống kê, lượng lợn giống nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022 là 6.527 con lợn cái giống và 1.375 con lợn đực giống. Năm 2023, chúng ta nhập 5.457 con lợn giống cấp cụ kỵ ông bà, trong đó nhập 3.746 con lợn cái giống và 1.711 con lợn đực giống. Với số liệu này, có thể nhận thấy số lượng lợn giống thuần chủng cụ kỵ ông bà đang sử dụng để sản xuất tại Việt Nam không đảm bảo về chất lượng. Đây có thể cũng chính là nguyên nhân mà Việt Nam là đất nước nằm trong top 10 nước có sản lượng lợn thịt lớn nhất thế giới, nhưng năng suất lại không phải là quá cao. Việc lựa chọn con giống uy tín chất lượng cũng là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định đến năng suất cũng như chất lượng của lợn thịt, đồng thời hạn chế tối đa được những rủi ro do dịch bệnh trên đàn lợn gây ra. Trong đó thì việc lựa chọn con giống nhập khẩu dòng cụ kỵ, ông bà đang là một giải pháp mà các trang trại chăn nuôi quy mô vừa ưu tiên lựa chọn để tái đàn. Cách đây khoảng một tháng, ông Hoàng Đình Quê ở xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã vào đàn với khoảng hơn 3.000 con lợn giống. Sau khi đã xuất hết gần 5.000 con lợn thịt vào dịp Tết 2024 vừa qua,
Theo ông Quê, mặc dù trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tồn tại nhiều năm nay, nhưng ít nhất 4 năm trở lại đây, trang trại hơn 5.000 đầu lợn thịt của ông không bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ngoài việc chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo hướng khép kín, thì việc lựa chọn lợn giống từ con nái nhập khẩu chính ngạch là yếu tố giúp đàn lợn của ông vượt qua bão dịch trong nhiều năm qua. Cái giống có tốt thì cái bài toán chăn nuôi của mình tính toán như đơn giản, bây giờ cái giống không tốt ấy, vào thì nó vừa thất thoát đầu lợn, cái thứ hai là vừa cái độ phát triển nó không nó kém. Bây giờ như người ta giả dụ nuôi con lợn ấy, nó không còi cọc thì tháng người ta đạt độ 20 cân, nhưng con lợn mà nó giống không chuẩn có khi 7-8 cân cũng đã không thành. Cũng lựa chọn con giống từ con nái cụ kỵ ông bà nhập khẩu, ông Đặng Văn Hương rất yên tâm khi vào đàn gần 3.000 con giống sau Tết. Dù có giá cao hơn so với con giống tự nhân trong nước, nhưng theo ông Hương, chỉ có chăn nuôi an toàn, kiểm soát được dịch bệnh thì nông dân mới có lãi. Ngoài việc kiểm soát tốt được dịch bệnh trên đàn lợn, thì việc lựa chọn con giống từ con nái nhập khẩu chính ngạch còn giúp giảm chi phí chăn nuôi do con giống khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất lượng thịt cũng được đánh giá thơm ngon, người tiêu dùng ưa chuộng. Con giống này thì của nó mình cho ăn là nó giảm thiểu đi, nó ăn xong nó chỉ có ngủ nghỉ. Thế nên cái thứ nhất là môi trường chuồng trại nó sạch sẽ, mát mát mẻ này. Cái thứ hai thì cái cám bã nó cứ giảm thiểu hẳn. Con lợn nó có, mặc dù nó có to nhưng mà ngược lại nó không mang cái chất ụ ẻ hay hoặc là nó sụ sệ, mà nó rất là nhìn thấy rất là rắn lợn mà thịt rất là tươi đẹp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất thịt lợn với sản lượng trung bình khoảng 2,8 triệu tấn một năm. Tuy nhiên, chất lượng giống lợn ở Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế so với các nước có nền chăn nuôi tiên tiến như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Úc, thậm chí cả một số nước trong khu vực châu Á như Thái Lan hay Trung Quốc. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc lựa chọn con giống chất lượng, năng suất cao là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định đến hiệu quả chăn nuôi lợn hiện nay. Rất là cần thiết phải thực hiện cái việc là sử dụng con giống đã qua kiểm dịch thú y để người ta đảm bảo rằng là không có dịch bệnh. Cái thứ hai, chất lượng cũng sẽ được kiểm soát. Cái thứ ba, nguồn gốc của cái con giống đấy sẽ được truy xuất để xem cái công tác sản xuất phòng chống các loại dịch bệnh đối con giống đã được như thế nào. Và cái nữa đấy là chúng ta sẽ đảm bảo cái việc mà phát triển nó ổn định. Nhu cầu về đàn giống cụ kỵ ông bà trong nước hàng năm chưa đáp ứng được nhu cầu chăn nuôi. Do đó, theo các chuyên gia, việc bổ sung con giống cụ kỵ ông bà nhập khẩu từ các nước có nền chăn nuôi phát triển như Đan Mạch hay Pháp là cần thiết để cải thiện chất lượng đàn lợn trong nước. Xin được chuyển sang những thông tin về nhu cầu mua và bán nông sản trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, giá cà phê trong nước ngày hôm nay lại lập đỉnh khi mà chạm mốc 108.000 đồng một kg, tăng 2.900 đồng một kg so với ngày hôm qua. Con số này được dự báo là sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng. Với giá này thì nhiều nông dân tỏ ra là tiếc nuối vì không còn hàng để bán. Còn doanh nghiệp xuất khẩu thì kêu lỗ khi mà giá đầu vào tăng, nhưng mà giá bán ra thì lại không thể thay đổi vì hợp đồng đã ký trước đó. Theo các doanh nghiệp, hồi tháng 10 năm ngoái giá cà phê chỉ mới 58.000 đồng một kg, thì nay đã lên 108.800 đồng một kg. Giá tăng nhanh và quá cao đã tạo nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Nhiều công ty buộc phải mua với giá cao để có hàng, kịp giao cho các đối tác đã ký kết trước đó. Một số đại lý thu mua và thương lái đã không giao đúng thời hạn quy định trong hợp đồng mua bán, gây thiệt hại lớn cho đơn vị xuất khẩu. Trước cơn bão giá cà phê, không chỉ là các doanh nghiệp trong nước mà nhiều đơn vị FDI cũng ngồi trên đống lửa. Khi mà nhiều hợp đồng mua bán bị phá vỡ, các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do doanh nghiệp không có vốn để thu mua. Muốn gỡ nút thắt này thì ngân hàng cần phải tăng hạn mức cho vay và ưu tiên lãi suất cho các doanh nghiệp cà phê. Có như vậy thì họ mới đủ nguồn vốn để có thể thu mua cà phê và giao cho các đối tác đúng như cam kết, tránh tình trạng bẻ kèo gây mất uy tín của ngành hàng cà phê Việt trên thị trường quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thị trường Nông sản của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.